Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đấy là dùng khối matching để chúng ta cắt cái dần theo chiều dài của dần nhé. Cắt theo chiều dài của dần này, một viên dạng bất kỳ. Đây, mình có một cái dầm mái đây và giờ mình muốn cắt cái phần chéo góc này để khi vẽ mái nó sẽ được đẹp hơn và nó không ăn vào phần mái. Thì để thực hiện các bạn làm bước như sau cho mình. Là bước đầu tiên các bạn vào mô hình 3D. Bước tiếp theo các bạn vào mô hình vào tab matching. Đây tab matching đây. Bước thứ ba các bạn chọn vào in blade mask. Đây thì nó sẽ hiện ra cho các bạn đấy là một cái bảng là nó hỏi bạn hãy đặt tên cái khối mask đấy cho mình. Thì mình sẽ đặt ở đây là cắt dần. Ok. Khi mà các bạn đặt tên xong, bước tiếp theo các bạn chọn vào set. Set đấy là set mặt phẳng làm việc. Set mặt phẳng làm việc để các bạn vẽ cái biên dạng khối mask đấy trên cái mặt phẳng đấy. Thì đây mình sẽ chọn cái mặt phẳng là vuông góc với chiều cao của dầm này. Đây các bạn đưa đây nó sáng lên này. Và bạn có thể dùng lệnh tab để ấn tab này. Đấy. Được chưa? Khi mà được chọn được mình ấn ok. Được chưa? Đấy, khi mà chọn xong thì các bạn có thể đưa về mặt vuông góc với cái mặt dầm này, mình ấn left này, vuông góc này. Đấy, để nhìn rõ hơn mình hiện chế độ này, tiếp đến line. Bước tiếp theo các bạn chọn vào mục line, line vẽ lệnh, vẽ biên dạng nhé. Và mình bắt đầu vẽ biên dạng mình muốn cắt của cái dầm này. Đây, các bạn có thể đưa quá ra đây nhé, đưa quá ra đây. Tí mình sẽ dùng lệnh trim để mình trim lại. Đây. Thì mình vẽ được rồi đúng không? Xong rồi mình có thể dùng lệnh trim này, đấy, tr mình trim nó lại đấy. Và xong bước tiếp theo các bạn quét cả cái các cái biên dạng mà mình vừa tạo ra đây này, quét này đấy, nó sáng lên các bạn thấy này. Quét này chọn. Xong rồi các bạn chọn vào mục soft form cho mình nhé để tạo cái khối matching này đấy. Khi các bạn tạo xong nó sẽ hiện lên cho các bạn như thế nào và có những mũi tên đây để thể hiện rõ mình sẽ bật size. Đấy, các bạn chọn vào cầm vào cái giữ chuột phá trái nhá và cái mũi tên đỏ này và kéo nó vào bên trong này, kéo vào bên trong cái dầm này đấy, kéo vào bên trong được chưa, mình kết thúc lại. Ok, cái khối mask của mình này. Bước tiếp theo các bạn chọn mục roi này, roi geometry đấy, và chọn khối mask này và chọn cái dầm đấy, được chưa đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Đấy, để thấy rõ hơn là nó đã cắt cái dầm thì các bạn quay trở về tab matching và chọn vào tắt cái mục show mask đi cho mình. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy nó tắt cái dầm mình chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy. Và các bạn có thể bật chế độ show mask lại để mình kéo hết cái dầm nhá. Mình kéo nó cho nó cắt hết cái dầm này. Đây, mình zoom nhỏ lại. Xong zoom to lên, kéo cho nó cắt hết cái dầm mình. Đấy, được chưa? Và mình lại tắt cái khối mask này. Đây, đấy, cái khối mask của mình đã cắt cái dầm. Đấy, được chưa? Đẹp không? Đấy, khi các bạn vẽ cái mái nó sẽ chéo dốc này thì nó sẽ không, cái dầm này nó sẽ không ăn vào mái thì sẽ chuẩn hơn các bạn và nó sẽ đẹp hơn các bạn. Đấy, được chưa? Đấy, đấy, đấy. Thì cái bên này thì các bạn cũng thực hiện tương tự như thế nhé, cũng tạo biên dạng và xong rồi là roi đối tượng và ok. Xin chào tất cả các bạn, có những thắc mắc gì các bạn có thể đăng lên nhóm để chúng mình sẽ giải quyết cho các bạn, các bạn có thể thực hành tốt hơn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.